kè kè đó, con nó kè sau lưng kè đó đó, lụm mó cá nè, thấy trên này con nè, nó đang lụm mó cá đó, bỏ vô nè nè nè, cá chốt thôi nè nè, cá đèn, cá đèn đó là ăn được. Đây đây mới thiên con nè, đi lụm mót cá nè, đang đang bơm hàm, hàm đó đó các bạn, thì nó đi lụm mót cá. Cái chốt có trời đây nè, kè kè bên đó con nó kè, cái nó trâu có trời luôn đó, dớt lên. Rồi đây nó ăn hà luôn đó, hồi ngao phải ăn cá luôn á, kè cái chốt bự kìa. Kế bên con nè, các bạn thì ta đang bơm cá phía đó các bạn đó, thì cái kè nó qua đó lỗ mót đó, nó ăn hạ luôn đó kia, còn có hứng đứng được nó ra ngoài rồi nè, đây con nè, nó sao lưng cái chốt kè kìa nè, đó bắt vô bỏ luôn nè nè, trời ơi quá trời luôn kìa, trời ơi trống lội đằng kia, bỗng cắn cá bự đằng kia kìa, kè 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 đó đó đó, rồi rồi quá trời luôn kìa, nè ủa cắn cá này bự nè, nè nè hứng chỗ này bỏ lên nè nè, nó chạy lên kia rồi, nó đừng muốn đưa vô nó các bạn, thì có nó nổi luôn quá trời các bạn, thì ta bơm ở trong đó các bạn, và chích ở trong đó nó sẽ lòi ra ngoài đây nè, đó quá trời luôn, ken ken quá trời luôn các bạn, nó con cá nè, vần hà luôn, bắt nó vô. Cái chốt kìa, nó ngay đó, nó đó, đừng lấy thiệu vô, đừng lấy thiệu, nó nổi đây các bạn, nó sẽ lượt cái khúc này nè, nó bơm đó, ta chích cái đó, nó nổi lên đường này nè, đó các bạn thấy cá quá trời không, các bạn vô đây cho thằng kia nó xuống đây để mò bắt giật cũng được nữa, bắt cá hôi nó quá trời luôn đó, coi những cái chốt đó. Ủa cá bự kìa, bỏ vô đó đi, bỏ vô đó đi, để giờ nó kìa, trời ơi nó chìm rồi, để lấy cái thùng bắt phụ nó mới được nè, kìa sau lưng kìa, kìa kén cá bự đó nó rồi bỏ vô tháo, để lấy thùng cho, để lấy thùng cho nó các bạn, người ta bơm hầm các bạn, bơm hầm người ta sẽ bắt cá trong đó ra, còn Ken sẽ bắt hai cá thôi, đổ cái thau này đi, nó đang lội trên đây quá trời luôn kìa, đó kè sẽ lưng kìa, nó hạ đó các bạn, thì người ta sẽ chích bắt cá thẳng cho nó xuống á, sẽ nó lạc ra đây nè, ủa cái sạc bự nè, nè nè các bạn đó nè, nó bị máy chém nè, quá trời luôn nè, đó quá trời luôn, để bắt hôi cũng được nữa nè, nè cái chốt nè đó các bạn, đó ở đây con đó nè, vớt đó đi. Các bạn thì cái máy sẽ bơm từ đó, các thùng thì nó quá trời luôn kìa. Còn kem nó sẽ dớt ở đây. Có không? Nó còn có cá bự đó. Kệ sẽ lưng kìa. Đó, hai đó, cá bự đó. Hai ba con luôn kìa, bắt đi. Đó, đây nữa nè. Đó.
đại thì nó trôi tới đây luôn nè. Quá trời luôn. Các bạn ra đây vớt trực thì cũng có cá ăn, kè kè ăn cá đó đó. Thế đó rồi. Vớt tép đi, hồi giờ bển cho ấy ăn thôi. Hồi bển cho cá nóc ăn. Ở trong cái đám cỏ đó kè có cá kìa đó. Vậy cái đám lúa ra. Ủa nè. Đó thấy chưa, cá là quá bự luôn. Nó vớt ra nè nè nè. Kè kè ăn cá. Ôi. Ủa đây đem cá bự nữa nè. Ủa cỡ nó có tấm bự ghê luôn. Nè bạn đang coi nè bạn. Đây cái gì đây nè. Cá chốt nè. Cá chốt. Cái gì? Ủa cá nóc nè. Cá nóc các bạn ơi, nó bị chém rồi. À, nó còn sống. Ủa con cá bự nè. Chưa đó. Đây cá nóc các bạn. Để bỏ ra kia mới được. Đây cá nóc này để hồi lấy bắt về. Trời ơi, đây, cá đâu kiến rồi. Đây là cá kìa, cá lóc, cá lóc. Rồi, vô luôn rồi. Cá phía trước bạn đó, cá quá trời luôn nè. Đây, xuống kia tiếp tục cho thằng cây nó vớt cái cá các bạn, hốn cá nè. Nó mối thì đó vớt lên. Đây là bắt hôi các bạn. Rồi, bên đây có con cá đâu kiến quá trời bự luôn kìa. Các bạn cá lóc kiến khủng khiếp không? Ồ, hai cá lóc kiến kìa. Cá lóc kiến không các bạn, quá trời bự luôn kìa. Bắt cá lóc kiến rồi, em xả luôn. Quá trời cá lóc kiến luôn. Quá trời cá lóc kiến không à. Cá quá trời đây nè, cái sặc nè đó. Ủa cái lồng tông bự bự không luôn nè. Nè bạn thấy con cá lồng tông cũng kiếp không? Nè dưới chỗ này nè Ken. Quá trời, lụm đại vô đi, lụm đại vô. Rồi cá mè. Kén kén tới kén. Đó. Vớt vô. Trong đây quá trời luôn các bạn. Nè. Nó trôi tới đây nè. Rồi thắt lát ra tới đây luôn. Rồi cá thắt lát nha các bạn. Đâu? Rồi, đây có mấy cá mè các bạn, giờ còn cá mè. Rồi các bạn thì phần bên đây xong rồi, để qua bên kia coi chích bên kia các bạn. Rồi cái nó bắt bên đây đi các bạn. Thì bên đây được cái đó đó.